Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2 Trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 67 Đề bài như sau Em hãy so sánh hệ hô hấp của người với hệ hô hấp của thỏ Vậy để trả lời được câu hỏi này Các em hãy xem lại phần lý thuyết Hai la mã, các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng có trong sách giáo khoa trang 65 và 66 Kết hợp với việc nhớ lại kiến thức của bài 47 Cấu tạo trong của thỏ trang 152 trong sách giáo khoa sinh học 7 để đưa ra những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hệ hô hấp của người và thỏ. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi vào lời giải chi tiết. Như các em đã biết thì con người và thỏ đều cùng thuộc lớp thú. Do đó thì hệ hô hấp ở người và thỏ có nhiều đặc điểm tương đồng. Cụ thể đó là đều nằm trong khoang ngực và được ngăn cách với khoang bụng bởi cơ hoành. Hệ hô hấp ở người và thỏ đều gồm có đường dẫn khí và hai lá phổi Đường dẫn khí thì đều có mũi, hầu, thanh quản, khí quản và phế quản. Mỗi lá phổi thì đều được cấu tạo bởi các phế nang, tập hợp thành từng cụm, bao quanh mỗi phế nang là một mạng lưới mau mạch dày đặc. Bao bọc hai lá phổi đều bao bọc phổi thì gồm có hai lớp màng, đó là lá thành dính vào thành ngực và lá tạng dính vào phổi. Giữa hai lớp màng này là chất dịch. Đặc điểm khác nhau giữa hệ hô hấp ở người và ở thỏ đó là đường dẫn khí ở người thì có thanh quản phát triển hơn về chức năng phát âm. Như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa Sinh học 8 trang 67.